Vâng, và ngay sau đây chương trình của chúng ta sẽ tiếp tục với phần tôn vinh với những người hàng ngày, hàng giờ đang gìn giữ và có công với đạo. Ngay sau đây, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời thầy Thích Tâm Tiên lên sân khấu để nhận kỷ niệm chương của chương trình ạ. Xin trân trọng kính mời thầy Thích Tâm Tiên, thầy Thích Thanh Cường, ông Tâm Tiên. Thank you.